bằng những cái quạt phần này hết thì sẽ có những cái chào mừng. Thì bây giờ là mình còn một chút thì chưa quay được, bây giờ thì mình sẽ quay lại sau. Và đây mình sẽ chia sẻ chúng ta đây là một cái khu gọi là cái trải nghiệm về thực tế ảo để mà chúng ta đi qua văn phòng ở bên Mỹ và chúng ta thông qua cái thực tế ảo khi mà các bạn ở văn phòng ở bên Mỹ. Ok, giờ thì đây là cái khu vực thì mỗi một nhà phân phối khi mà bắt đầu tham gia vào Miskin thì cái thời gian đầu tiên khi mà chúng ta vừa bước vào đây gắn và chào mình đối với những cái tên đủ đơn và hình ảnh đẹp xuất hiện ở đây này thì đó là một cái trải nghiệm của người dùng rất là đặc biệt khi mà chúng ta đến với môi trường của Miskin. Bây giờ đây mình chạm vào cái phần này thì nó sẽ ra tất cả những cái sản phẩm về phần này ở đây. Ok, ví dụ như trong cái hệ thống này thì mình sẽ click vào G3. Đó, cái sản phẩm G3 thì có cái phần này như scan ấy. Và ví dụ như mình muốn tìm hiểu về cái sản phẩm này mình chạm vào đây thì nó sẽ có thông tin về sản phẩm này, ví dụ như muốn cập nhật cái cây chống oxy hóa đầu tiên của các bạn siêu quả lớp dưới CBD câu y tử và kili. Đây mình sẽ sử dụng được tất cả những thông tin về đầy đủ đây. Ví dụ như này mình quay trở lại cái tên chủ mình muốn tìm hiểu về sản phẩm của Miskin được click đây thì trong này ví dụ như mình muốn biết về cái sản phẩm đó là về máy Lumi mình click vào đây. Ở đây thì có cái là dành cho mắt này và cái dành cho sử dụng mắt này, chúng ta click vào đây là chúng ta có thông tin đầy đủ này mình dẫn sử dụng thì đó là cái bản điện tử của chúng ta cảnh của chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thế này các bạn. Bên cạnh đó thì sẽ lên đây. Bên này các bạn cũng tương tự thôi. Và còn phía bên này thì chúng ta thấy rằng là có một cái máy để dòng nước EcoFin. Đây là một cái máy để mà cho mọi người có thể xem và tham khảo trên thực tế. Vì sẽ dẫn chúng ta qua đây một cái nó rõ hơn, hay hơn và đẹp hơn. Thì chúng ta thấy có những sản phẩm mà trưng bày như thế này đấy. Thì chúng ta thấy màn hình ở đây này. Bây giờ chúng ta nhấc, ví dụ như AP4 chúng ta chỉ cần nhấc lên cái thì chúng ta đợi khoảng tầm vài giây thôi thì chúng ta sẽ thấy thông tin về cái sản phẩm kem của AP4 nó sẽ xuất hiện ở đây. Từ việc tiếp kem này, sản phẩm thành phần của gọi là công dụng này, hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ thấy thông tin đầy đủ đây. Mình để lại thì cái thông tin nó sẽ mất đi. Bây giờ mình cầm cái chai lăn này đây. Đó. Đây, chúng ta lại thấy xuất hiện tiếp. Rất là hiện đại. Rồi ở bên này tương tự như vậy luôn. Bên này chúng ta sẽ ví dụ như cái sản phẩm này chúng ta chỉ cần đi qua đây. Đó, thì nước gấp của ba nó sẽ xuất hiện ở đây. Thì để xuống. Ok chưa? Tương tự các sản phẩm khác, chúng ta cũng làm trang. Đây là có những cái hộp cái này đó, cái sản phẩm này. Ok. Ở đây cũng có đây là một cái về chương trình về quyền lãi. Khi mà chúng ta đến cái khu vực này, từ khi mà chúng ta đi gặp lại hôm nay là chúng ta sẽ thấy đây là khu vực giới thiệu phần thương mại của sản phẩm. Ok quá. Rồi, ở đây cái sản phẩm ở đây nhé. Chúng ta thấy văn phòng rất là đẹp. Còn mình sẽ qua đây chúng ta sẽ giới thiệu một phần điện ảnh của khu vực. Và chúng ta trở thành những người executive là những cái người quản lý viên thì chúng ta sẽ được Miskin cử một cái người giống như một người hay gọi là một cái người trợ lý để theo sát và hỗ trợ về những cái hoạt động về kinh doanh và cập nhật về tình hình kinh doanh của chúng ta còn hàng tháng, hàng quý hoặc là chúng ta muốn những cái đó một cái như thế nào thì lát nữa mình sẽ đưa chúng ta kết gặp người mà sẽ hỗ trợ xuyên suốt cho trong cái quản lý kinh doanh. Thì ở trong này thì có một cái phòng đó là phòng studio, thì lát nữa mình sẽ đưa chúng ta đến cái phòng studio và công ty hỗ trợ tận năng luôn trong việc quản lý kinh doanh. Bây giờ thì mình sẽ đưa anh em chúng ta vào đây là bạn Thủy sẽ theo sát chúng ta để hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta trong xuyên suốt về quá trình kinh doanh.
Xin chào ông. Đấy, thì bây giờ là muốn kỷ chia sẻ một chút với tất cả các bạn. Đầu tiên mà chúng ta cần phải liên hệ ngay lập tức và chúng ta chỉ thủy để chúng ta cập nhật về việc mà chúng ta đi ví dụ như các chuyến mà du lịch ở trong nước này và những cái chuyến du lịch quốc tế thì chúng ta cần phải cập nhật cái tình hình kinh doanh của mình liên tục. Mọi người thì đây là một cái bản về cái gọi là cái bản đồ thành công khi mà chúng ta để bắt đầu ở Niski.
Còn bên này đó chính là cái Facebook, đó là một cái quỹ màu tim. Thì tất cả những anh em khi mà chúng ta bắt đầu tham gia cùng với Muskin ấy, thì chúng ta sẽ cùng với nhau ký một cái giấy. Cái này là tự nguyện anh chị, là chúng ta sẽ ký cái giấy để chúng ta đóng góp 1% cái thu nhập của mình vào cái quỹ màu tim dành cho trẻ nghèo ở Việt Nam. Thì ví dụ như bọn là hàng tháng trước khi mà công ty trả hồng thì sẽ trừ đi 1% cái thu nhập của mình dành cho cái quỹ màu tim này. Ok chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ đọc giấy. Đây là bảng của chúng ta, bảng của chúng ta của đây là những thành viên về tỷ phú này, những thành viên 1 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, 1 triệu đô la, 5 triệu và 20 triệu đô la thì sẽ có bảng của chúng ta. Postman thì sẽ có cái biển ở đây hết. Thì chúng ta chỉ cần ở đây chúng ta nhập cái mã số của mình. Ba hai một năm chín bảy bốn năm chín. Đây, chúng ta gõ tên. Thì chúng ta sẽ thấy ở bên này chúng ta chỉ cần nhập mã số. Mở được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như mình nhập tên của mình đây thì sẽ thấy là bảng Lê Chí Linh, chủ tịch đối tác thương hiệu Bạch Kim 1 năm, chủ tịch đối tác thương hiệu 3 năm. Thì đây là cái pin. Chúng ta sẽ được tặng cái pin này khi mà chúng ta trở thành cái thành viên. Và ở trong Muskin thì danh hiệu cao nhất đó chính là Team Lead Platinum 4 Star, là cái chủ tịch đối tác thương hiệu Bạch Kim. Đó, đó là cái danh hiệu cao nhất mà chúng ta cần phải vươn tới có được khi mà chúng ta vào Muskin ha. Thì trong đây thì chúng ta thấy cái khung cảnh ở đây đó là nơi mà chúng ta có thể tiếp khách, rồi gặp gỡ khách hàng, rồi chúng ta làm việc với nhau. Thì đây là một cái không gian mở dành cho tất cả mọi người. Thì cái cột ở giữa màu xanh xanh đấy các bạn, đây chính là cái giống như cái logo của Muskin. Thì nó giống như là một cái suối phần tươi trẻ để lan tỏa ra và cái hạt giống mươn mầm ra để tươi tốt cho thế giới đấy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái logo của Muskin. Đó là ví dụ như chúng ta sẽ biết được cái sức khỏe của mình á, nó phụ thuộc vào cái chỉ số oxy hóa của chúng ta nó tốt hay không. Thì ở đây công ty chúng ta sẽ kiểm soát được là cái hiện tại về cái sức khỏe của mình như thế nào. Chúng ta thấy có những người mất hiện tại họ đang rất là trẻ, rất là khỏe, nhưng đùng phát cái họ bị đổ bệnh rất là nhanh, và vì đó là chỉ số oxy hóa trong cơ thể nó không được tốt và bên trong không được tốt, dù là cơ thể nó vẫn trẻ hơn. Vì đó là cái máy về oxy hóa scan này là chúng ta đo hàng ký. Và mình đã có những cái video clip về cái máy này thì chúng ta có thể xem được trên kênh YouTube của mình không? Và cái này là một cái cân hormone. Đây mọi người đang trả cái cân hormone này để đo về mỡ một dạng. Cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải kiểm soát về cái mỡ một dạng trong cơ thể của mình. Thì đây là mọi người đang trả cái mỡ một dạng. Ok chưa? Vâng. Thưa tất cả chúng ta đến một cái không gian trải nghiệm đó chúng ta trung tâm huấn luyện và những cái phòng học của Muskin tại ở đây để có một cái trung tâm huấn luyện là chứa được cái sức chứa lên đến là 600 người nhân viên, 600 người và có thể tiếp tỏa 2 người phòng
Thank you.